toàn cảnh các khu vực mới bị phong tỏa từ hôm qua đến hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Kiên Giang, mưa bão gây sạt lở đê biển quốc phòng. Đồng Tháp, hơn 30 căn nhà bị sập và tốc mái cũng vì mưa dông. Kỳ lạ, nhục thân nhà sư không phân hủy suốt 6 năm. Vừa rồi là những thông tin nổi bật của bản tin nóng 24 giờ hôm nay. Bích Hồng, Quang Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vào thời điểm này, mỗi khi đi ra đường thì chúng ta hãy nhắc nhở nhau đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay và tránh tiếp xúc, tụ tập nơi đông người để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 quý vị nhé. Còn bây giờ hãy cùng với Quang Huy và Bích Hồng cập nhật những tin tức nóng trong 24 giờ qua. Tính đến sáng nay, Việt Nam có 3 ca tử vong vì Covid-19, tất cả đều là người lớn tuổi và có nhiều bệnh lý nền rất nặng. Bệnh nhân tử vong đầu tiên là bệnh nhân 428, là nam, 70 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân vào khoa nội thận tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng ngày 9 tháng 7 với chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối, đang phải chạy thận nhân tạo và mắc Covid-19. Bệnh nhân tử vong thứ hai là bệnh nhân 437, là nam, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, có tiền sử mắc suy thận mạng, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gút tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc Covid-19. Trường hợp thứ ba tử vong là bệnh nhân 499, là nữ, 68 tuổi. Nguyên nhân tử vong: ung thư đường máu ác tính, không đáp ứng hóa chất giai đoạn cuối, viêm phổi nặng và Covid-19. Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết, tính từ khi dịch Covid-19 được phát hiện đến sáng nay, số trường hợp mắc Covid-19 xác định tại thành phố là 66, trong đó 5 trường hợp mắc mới là bệnh nhân 449, 450, 510 và 518. Tuy nhiên thì trong ngày hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa thêm một chung cư ở quận 12, nghi có người mắc Covid-19 cũng từ Đà Nẵng trở về. Sau đây là toàn cảnh các khu vực mới bị phong tỏa từ hôm qua đến nay tại thành phố này. Ngay từ rạng sáng ngày 31 tháng 7 năm 2020, các hàng rào bảo vệ đã được dựng lên ở khu vực hẻm 436B, đường 3 tháng 2, quận 10. Lực lượng chức năng cũng được phân công túc trực ở khu vực phong tỏa để không cho người bên ngoài đi vào khu vực này. Một số người dân sống gần khu vực này khi thấy đoạn đường bị cách ly thì tỏ ra lo lắng. Khu vực này được xác định là nơi ở của bệnh nhân 510 mắc Covid-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân là một phụ nữ 57 tuổi. Bệnh nhân từng chăm sóc bố mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng. Cùng thời điểm cơ quan chức năng phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân 510, thì 3 căn nhà trên đường Phú Thọ Hòa và một căn nhà cũng là điểm kinh doanh ăn uống nằm tại góc đường Lê Lư, Phạm Văn Xảo, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cũng được phong tỏa. Đây là nơi ở của bệnh nhân 518 mắc Covid-19, là một phụ nữ 61 tuổi. Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm và chăm sóc cho bệnh nhân 436. Trước đó, tối ngày 30 tháng 7, các cơ quan chức năng đang chốt chặn một khu vực trên đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Đây là nơi ở của con gái bệnh nhân 517. Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân 517 là một phụ nữ 55 tuổi, làm nghề buôn bán ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Và vào sáng nay 1 tháng 8, lực lượng công an phối hợp với nhân viên y tế thực hiện chỉ đạo phong tỏa chung cư Thái An 2B, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, do có một phụ nữ 49 tuổi nghi mắc Covid-19. Theo thông tin ban đầu, người này sống tại tầng 6 chung cư Thái An 2B, cao 15 tầng. Người phụ nữ này có thời gian thăm mẹ bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 7, người này trở về thành phố Hồ Chí Minh và chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để được đưa đi cách ly. Tính đến ngày 1 tháng 8 đã có 26.609 người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 khai báo y tế tại thành phố Hồ Chí Minh. 16.473 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 2.388 mẫu kết quả âm tính. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi tất cả những người về từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 khai báo y tế thực hiện cách ly. Và thưa quý vị, trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, có không ít hàng quán ở thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm ngưng đóng cửa hoặc ra quy định giới hạn số lượng khách phục vụ, nhiều cơ sở kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Lo lắng hơn là những người lao động nghèo, bởi nếu như tình huống phải ngưng hoạt động xảy ra thì gánh nặng mưu sinh sẽ thêm phần khó nhọc hơn.
Mặc dù đã gần giữa trưa, nhưng những người làm nghề chạy xe ôm trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn túc trực chờ đợi để bắt khách. Họ là những người phải trải qua những ngày tháng vất vả khó khăn khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Ở nhà như là ai phát từ thiện canh cho nào và không mấy công ty nào phát từ thiện á, chạy đi chạy lại xin gạo xin phiếu đem về ăn. Chứ giờ đâu có ra đây là làm ăn được cái gì đâu. Đường thì vắng que. Không ai đi xe hết. Thông tin về Thành phố Hồ Chí Minh có thêm ca dương tính với Covid-19 lây nhiễm cộng đồng làm những người chạy xe ôm ở đây cảm thấy lo lắng. Họ chỉ vừa quay trở lại cuộc sống bình thường mới được một thời gian. Lo chứ, phải lo chứ, phải lo tranh thủ tiền mua mì, mua đồ bỏ ở nhà chứ giờ mình không có ra đường được, ví dụ bây giờ cách ly tại nhà. Cách ly tại nhà thì bây giờ con cái mình không ở nhà không ai làm được, đồng ra đồng vô không có, buộc phải kiếm tiền để mua đồ giờ dự bị nhà trước để ăn đỡ 1 tháng rồi mình phải tính. Chung nỗi lo với những người chạy xe ôm, những người bán vé số cũng sống nhờ vào số lượng người ra vào ở bệnh viện mỗi ngày. Nỗi lo nếu dịch bùng phát trở lại sẽ làm họ mất đi khoản thu nhập duy nhất, vốn đã chẳng khá giả gì. Lo lắng là cái về mình sợ về sức khỏe ảnh hưởng tới người này người kia, công cách ly giãn cách xã hội thì chỉ sợ cái đó thôi. Giãn cách xã hội là mình không có đi đâu được, về cái công việc của mình nó cũng không được, đúng không? Nó cũng như đó tháng mà thì Covid-19 nó là ở nhà 1 tháng luôn, em định ở nhà không gì không đi đâu hết trơn. Hơn ai hết, những lao động nghèo chạy xe ôm, bán vé số ở khu vực này đều không muốn dịch bùng phát trở lại. Họ vẫn đặt hy vọng vào cơ quan chức năng có thể kiểm soát được dịch bệnh để họ có điều kiện mưu sinh, nuôi sống bản thân và gia đình. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long cũng xảy ra mưa dông. Từ chiều tối qua, thì các chuyến tàu, phà từ đất liền đi các đảo ở Kiên Giang, trong đó có Phú Quốc, đã tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn. Tin từ phóng viên ở Kiên Giang gửi về còn cho biết, mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao, gió lớn đã làm sạt lở hai đoạn đê quốc phòng với chiều dài trên 70m trên địa bàn của ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, cách cống Tiểu Dừa khoảng 100m. Tại hiện trường, đoạn đê thứ nhất bị sạt lở khoảng 20m, rộng 10m, toàn bộ bờ đê đã bị nước biển cuốn trôi. Đoạn đê thứ hai bị sạt lở có chiều dài khoảng 50m, rộng 9m. Nhận được tin báo, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo gần 100 cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Minh, lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên xã Vân Khánh Tây đến nơi xảy ra thiên tai, phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ và bà con nhân dân địa phương khẩn trương sử dụng hai máy cuốc chuyên dụng, cây tràm, cây dừa và đất để gia cố đoạn đê vỡ. Đến sáng ngày 1 tháng 8 năm 2020, thời tiết vẫn còn mưa lớn kéo dài, gió lốc mạnh tại khu vực nên gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo các lực lượng vẫn tiếp tục bám trụ tại nơi xảy ra thiên tai, tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời hỗ trợ chính quyền địa phương và cho bà con nhân dân khi có tình huống sạt lở tiếp theo xảy ra. Còn lại tại Đồng Tháp, ghi nhận của phóng viên cho biết cơn mưa dông chiều qua đã làm sập và tốc mái hơn 30 căn nhà, nhiều cây cối cũng đã bị đổ ngã, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cơn dông lớn đã làm 27 căn nhà tại xã Lãng Biển bị tốc mái từ 30 đến 50%, trong đó có một căn bị sập hoàn toàn và nhiều cây cối bị ngã, tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra, tại các xã Thanh Mỹ và Phú Điền cũng bị tốc mái vài căn nhà. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng dân quân và các tổ chức chính trị xã hội đã hỗ trợ giúp dân chằng chống lại nhà cửa, phát quang cây cối bị ngã. Đồng thời, lãnh đạo huyện Tháp 10 cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình đã đến thăm và trao hỗ trợ đột xuất tạm thời đối với các trường hợp bị sập nhà. Chính quyền địa phương các xã đang rà soát và lập hồ sơ để các gia đình được nhận hỗ trợ. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày và nước thượng nguồn đổ về nhiều nên dẫn đến nhiều xã ở huyện Ơ Súp của tỉnh Đắk Lắk ngập nặng, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Theo ghi nhận, hiện đã có hàng trăm hecta hoa màu, hàng trăm ngôi nhà, nhiều tài sản khác của người dân huyện Ơ Súp chìm trong biển nước. Sau đây là những hình ảnh phóng viên chương trình thường trú tại địa phương này vừa gửi về cho chương trình. Chỉ sau một đêm mưa lớn, toàn bộ cánh đồng hàng trăm hecta đang trong kỳ trổ bông của người dân xã Ea Rốt, huyện Ea Súp bị nhấn chìm trong biển nước. Mưa lớn cũng làm hơn 286 nhà dân của thị trấn Ea Súp và các xã Cư Cơ Bang, Cư Mơ Lan, Ea Rốt, Gia Tơ Mốt bị ngập. Hàng trăm hecta hoa màu bị úng ngập, hơn 2.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Lúa hiện tại là lúa giờ nó chìm trong nước hết. Mà lúa đang trổ, đang phơi bông.
Thế nói chung là bà con anh em ở đây là cuộc sống mùa này ở đây là có những tặng này cũng ngon nữa. Cho nên là ngập hết thôi. Mà nó mưa lớn cho nên là cái sự lưu thông của nước như vậy nó chảy như vậy là không kịp cho nên nó ứ lên. Làm cho như vậy thì cắt những đường lộ với lại như vậy là cái hoa màu của những bà con nhân dân là như vậy là bị ngập như vậy là không cứu vớt nổi. Đấy. Thứ hai nó là về chăn nuôi thì như vậy là cái trang trại rồi là gia súc gia cầm thì có bà con như vậy là trong đêm nước lên. Huyện Ea Súp đã chỉ đạo và bố trí lực lượng tại chỗ cùng với ủy ban nhân dân các xã tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ cao và tổ chức công tác ứng phó trong trường hợp tiếp tục xảy ra mưa lũ. Tôi đã huy động lực lượng của cơ quan công an của huyện, rồi cơ quan quân sự cũng như là đoàn kinh tế quốc phòng 77 thuộc quân khu 5 là hỗ trợ cho người dân để di dời cái số hộ dân ở những cái vùng bị ngập, ngập lũ lên nơi an toàn. Và đồng thời là sau lũ thì chúng tôi sẽ huy động lực lượng để giúp dân khắc phục lại cái hậu quả cũng như là các cái tuyến đường giao thông để thông suốt. Theo dự báo từ nay khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk trong 24 giờ tới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết trên địa bàn tỉnh nhiều mây, có mưa, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, sạt lở vùng đất dốc của các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư Mơ Ga, Gia Hờ Leo, Rông Húc, Rông Năng và thị xã Buôn Hồ. Trong số những hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, văn hóa cộng đồng chính là việc xả rác bừa bãi và đi vệ sinh không đúng nơi quy định, thưa quý vị. Để ngăn chặn những hành vi xấu này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân 24 quận huyện triển khai đồng bộ việc sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera để lập biên bản vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn thành phố. 24 quận huyện được yêu cầu xác định các vị trí khu vực thường xuyên hoặc có nguy cơ vi phạm về vệ sinh nơi công cộng như xả rác, đổ rác thải, chất thải, tiêu tiểu bậy, gồm các tuyến đường chính, chợ, trường học, bệnh viện, giả cầu, hành lang cầu, khu đất trống, các công trình xây dựng chưa thi công để lắp đặt bổ sung camera. Ngoài hệ thống camera giám sát sẵn có do địa phương quản lý, cần tận dụng thêm nguồn camera từ các nhà dân, qua đó sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera để lập biên bản vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh công cộng để xác minh nhân thân lai lịch, hành vi của đối tượng vi phạm thông qua hình ảnh trích xuất từ camera. Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người vì Covid-19, dẫu vậy nhiều người vẫn thờ ơ và thản nhiên đến mức đáng phẫn nộ. Đơn cử là mới đây tại một cửa hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân vẫn đổ xô đi mua hàng giảm giá khiến cho cộng đồng mạng lên án gay gắt. Đoạn clip ghi lại trưa ngày 31 tháng 7 cho thấy, để vào mua hàng giảm giá tại một tiệm giày nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều người vẫn xếp hàng dài chờ đợi như thế này, bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đây là một điều rất đáng lên án, bởi việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong thời điểm hiện nay. Thưa quý vị, tại các nhà hàng, trung tâm thương mại, ngoài thang máy cuốn thì cửa kính cường lực vốn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, rủi ro, nhất là đối với trẻ nhỏ. Đúng là như vậy thưa quý vị, vì vậy cho nên là người lớn cần phải trông nom con nhỏ, tuyệt đối là không bao giờ để trẻ con chơi một mình. Đôi khi sự chủ quan, sao nhãng của bố mẹ trong giây phút thôi có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là như vụ việc sau đây, mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Theo video ghi lại, một bé gái bị kẹt cánh tay phải vào khe cửa kính cường lực tự động tại sảnh của một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội. Do cố gắng muốn thoát ra nên cánh tay bé đỏ ửng. Nhiều người dân có mặt tìm cách giải cứu trẻ. Một số bảo vệ cố gắng dùng tay, dép để nới rộng khe hở cửa kính. Có ý kiến cho rằng nên đập vỡ kính cho nhanh nhưng tiềm ẩn nguy hiểm. Cuối cùng, đội ngũ cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để tháo cánh cửa kính giải cứu bé gái này. Thời gian qua, tại nhiều vùng quê ở miền Tây đã liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp trâu bò, gia súc, gia cầm, khiến cho người dân hoang mang và vô cùng bất an. Đáng nói, bọn đảo chích ngày càng táo tợn hơn, chúng trộm cắp ngay cả ban ngày có nhiều người qua lại. Đơn cử là vụ trộm gà vừa xảy ra tại Long An mà camera nóng vừa cập nhật được. Diễn biến vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 7 ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Như quý vị đang thấy, ngay giữa ban ngày, có nhiều em nhỏ đang đứng xung quanh như tên đạo chích mặc áo màu xanh, bịt mặt cẩn thận đi xe quay, đem theo cái giỏ đã trộm gà của người dân, rồi lên xe bỏ đi. Những vụ trộm vặt như thế này thường xuyên xảy ra ở các vùng quê, mong bà con chú ý nhốt gà vào và tránh thả rông.
Thưa quý vị, không cần thuốc bảo quản, không cần môi trường chân không, không cần ướp lạnh mà vẫn giữ được toàn vẹn xương cốt và lục phủ ngũ tạng. Nghe qua có vẻ hy hữu, thế nhưng tại vùng bảy núi An Giang lại tồn tại một câu chuyện như thế trong 6 năm qua. Vốn là một nhà sư, từ nhỏ đã tu học tại chùa, đến năm 79 tuổi nhà sư viên tịch. Theo lẽ thường thì khi chôn cất suốt nhiều năm, phần da thịt sẽ bị phân hủy, nhưng mà di hài của đại lão hòa thượng này vẫn còn nguyên vẹn như lúc vừa mới chôn cất. Thật hư câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo chân phóng viên của chương trình tìm hiểu nhé. Dù đã chết hơn 6 năm, nhưng xác không bị phân hủy. Một câu chuyện ngỡ là hư cấu nhưng lại hiện hữu tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Cách trung tâm Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn 11 km về hướng Ủy ban Nhân dân xã Ô Lâm, ngôi chùa Con Plưng với vẻ ngoài uy nghiêm, trầm mạc hiện ra trước mắt. Đây cũng chính là nơi khởi nguồn câu chuyện về nhục thân một nhà sư không bị phân hủy dù đã mất hơn 6 năm nay. Trước sự việc kỳ lạ không thể lý giải, đã nhiều người tìm đến tận một sở thị. Còn đối với các sư thầy và bà con quanh vùng, ai cũng thấy lạ. Dù là chứng kiến tận mắt, nhưng nhiều người cũng chẳng dám tin. Sư này là sư cả ông cũng danh hiệu là hòa thượng, ông là hòa thượng. Ông từ ngày ông qua đời tới giờ là 6 năm, ngay cái ngày giở cốt đó. Bữa 24 là giở cốt, bắt đầu mới sư lớn lớn tập trung lại giở ngay cái ngày đó. Bữa 24 đó, cái giở xong mới thấy cái cốt nó không có tan rã gì hết. Thấy còn nguyên, chỉ khô, chỉ da đắp xương thôi mà. Mở ra rất là đông người muốn xem, quay video hoặc là chụp hình rất nhiều. Bởi vì họ thấy nó lạ. Vậy thường thường mà lấy ra là không thấy còn da đâu, thấy xương mà. Một cọng tóc còn nguyên. Tiên thì vợ từ trong cái hòm đó ra, thì cũng để nằm... nghiêng cái thử đứng thử cũng không gãy không gì không có rải đâu hết, cho nên mới các sư lớn lớn nó bàn lại nếu mà như vậy thiệt đó, thấy như vậy đó bây giờ mình không có thể thiêu, mình cho con cháu đó đi đóng cái hòm này nè, cái hòm kiến này nè. Xuyên qua lớp kính lộ ra dưới tấm vải không phải là một bộ xương mà đây là một cái xác nguyên vẹn. Đây là nơi chứa thi thể của đại lão hòa thượng Châu Tinh. Người từ lúc sống đến khi viên tịch đều để lại những sự kinh ngạc và kính phục cho người dân nơi đây. Theo đó, thi thể của nhà sư được đặt trong lồng kính, hai tay chắp vào nhau, nằm trên gối trông giống như đang ngủ. Xác của người được phủ kín bằng lớp áo cà sa. Bên dưới lớp áo thì xác vẫn còn nguyên vẹn. Xác chỉ khô lại chứ không phân hủy. Phần đầu, da, tóc, móng tay, móng chân vẫn giữ được nguyên vẹn như khi mới vừa được chôn cất. Các sư thầy cho biết, trước khi viên tịch, hòa thượng Châu Tinh đã tu học tại chùa từ năm 13 tuổi, cho đến năm 2014 thì mất, khi đó người 79 tuổi. Theo nghi lễ, vào tháng 3 năm 2020, phần thi thể đại lão hòa thượng Châu Tinh sẽ được cải táng sau 6 năm. Đáng kinh ngạc khi mở nắp quan tài, di hài của ngài vẫn còn nguyên vẹn, không bị phân hủy và hoàn toàn không có mùi hôi sau nhiều năm chôn cất. Dù trước đó, trong lúc tẩm liệm, không sử dụng bất kỳ loại thuốc hay hóa chất nào để ướp xác. Rồi trong lúc đó cũng đã hai ngày thấy cũng không có gì hết. Trang trí bông xung quanh cho ổng nằm trên giường. Thấy cũng bình thường. Rồi tới cái đúng ma 2-3 ngày bắt đầu mới để vô cái hòm kiến này nè. Thấy nó cũng không tan rã gì hết. Lúc xưa cũng có hỏi là sư cả ở đây, hỏi là bây giờ xác còn đẹp, bây giờ sư cả muốn để lại sao? Ông nói là chưa biết, để nghe ý kiến các hòa thượng khác bên ngoài á. Rồi nghe ý kiến xong, người mà nói là hòa tan đi thì ít, còn người để nói là để lại thì nhiều. Trước hiện tượng kỳ lạ, nên các sư tại chùa đã xây dựng lại ngôi bảo tháp khang trang hơn, sau đó đóng lồng kính để đặt thi hài của hòa thượng. Phía trên mặt kính có một lỗ thoát hơi. Với mọi người, có lẽ sẽ khó tin khi nghe câu chuyện này. Bởi lẽ thường khi chôn cất suốt nhiều năm, phần da thịt sẽ bị phân hủy, nhưng thi hài của đại lão hòa thượng vẫn còn nguyên vẹn. Chính điều này khiến cho nhiều người đã đến tận nơi để tận một sở thị.
còn đối với người dân nơi đây, dường như cũng đã dần quen với câu chuyện này. Bà con không sợ hãi mà rất tôn kính mỗi khi nhắc đến. Vượt qua những yếu tố khoa học, nhục thân nhà sư Châu Tinh vẫn cứ thế trường tồn thách thức thời gian. Hiện vẫn đang là câu hỏi đến nay vẫn chưa có lời đáp. Trước khi khép lại bản tin nóng 24 giờ hôm nay, một lần nữa Bích Hồng và Quang Huy xin nhắc lại với quý vị khán giả là hãy luôn đeo khẩu trang khi ra đường hoặc đến nơi công cộng. Chúng ta cần hạn chế đến khu vui chơi giải trí vào thời điểm cuối tuần này để đảm bảo an toàn. Và kính chúc cho quý vị sẽ có những ngày nghỉ bình yên. Và trước khi chào tạm biệt thì có lẽ là bản thân của chúng ta, Quang Huy, Bích Hồng cũng nên gọi là làm mẫu trước ha. Chúng ta cũng đeo khẩu trang đi chứ hả? Vâng, đúng rồi ạ. Và xin chào quý vị.